xuất hiện lời đồn tiêu cực về Việt Hương làm từ thiện liên quan đến khoản tiền 11,3 tỷ. Người trong cuộc nói gì? Sao Việt tuyên bố dừng làm từ thiện, người sức tàn lực kiệt, người phải nén nước mắt, hủy follow bạn bè vì lý do này. Đã lên tiếng làm rõ, Đỗ Mỹ Linh vẫn bị soi thêm khoảnh khắc lạnh lùng với Đỗ Thị Hà trên thảm đỏ, thái độ có đáng tranh cãi. Sinh viên xin vắng học vì nhà có người mất, giảng viên kiêm MC VTV đăng lên Facebook mỉa mai, nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không? Gần 3 tháng qua, nghệ sĩ Việt Hương là một trong những sao Việt rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Dù đã chi vài tỷ đồng để mua xe cứu thương, thiết bị bảo hộ và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, nhưng Việt Hương liên tục thông báo không kêu gọi. Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội đã rầm rộ tin đồn có một nhà hảo tâm đứng sau chi tiền cho Việt Hương, chứ không phải nữ danh hài dùng tiền cá nhân. Giữa lúc thông tin trên đang rầm rộ, người trong cuộc đã lên tiếng làm rõ thực hư. Đại diện của tổ chức từ thiện tập hợp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ cho biết, từng ngỏ ý gửi một phần trong số tiền 500.000 USD, tương đương 11,3 tỷ đồng, thu được sau một sự kiện về Việt Nam để cứu trợ, nhưng Việt Hương quyết không nhận. Kèm theo đó, người đại diện này còn tung tin nhắn Việt Hương mong Mạnh Thường Quân dùng số tiền trên để mua máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Dạ, em trân trọng trung tâm nghĩ đến em không nhận tiền, em chỉ gửi lời nhờ trung tâm trực tiếp mua máy thở cho bệnh viện được không chị? Trong thời gian qua, bên dưới mỗi thống kê tặng quà mỗi ngày, Việt Hương đều nhấn mạnh, Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền, kể cả nước ngoài, Việt Hương xin phép không nhận tiền, có nhiêu làm nhiêu. Trân trọng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã gửi gạo hay bất cứ nguyên liệu, thực phẩm, thuốc men, v.v. Xin theo dõi danh sách để biết quà tới những đâu. Được biết, vào giữa tháng 8, các nghệ sĩ ở Mỹ đã tổ chức sự kiện để gây quỹ hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thu về hơn 11 tỷ đồng, tổ chức từ thiện này đã mua máy thở, lương thực và hỗ trợ nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Việt Hương, cô liên tục khẳng định chỉ làm thiện nguyện bằng tiền túi trong suốt 3 tháng qua, đến ngày 15 tháng 9 tới sẽ dừng lại vì ekip đã quá sức. Trước đó, nữ danh hài chỉ công khai nhận 192 triệu từ Hoài Tâm để góp sức mua xe cứu thương và phục vụ những người khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt tên tuổi trong showbiz Việt liên tục bị dính vào ồn ào sao kê chiếu mệnh. Giữa lúc lùm xùm còn đang bủa vây, nhiều nghệ sĩ đã đưa ra thông báo dừng việc làm thiện nguyện trong mùa dịch như Việt Hương, Trang Khàn, Đại Nghĩa. Lý do được các nghệ sĩ đưa ra là gì? Về phía danh hài Việt Hương, ngày 11 tháng 9, danh hài Việt Hương tiết lộ đến ngày 15 tháng 9 sẽ ngừng hoạt động thiện nguyện. Việt Hương tâm sự, tình hình sức khỏe của cô và cả ekip đã đuối, không thể gắng gượng thêm nữa. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận rằng bản thân còn thiếu kinh nghiệm trong công việc thiện nguyện nên sẽ dừng lại để học hỏi thêm, hoàn thiện cho những lần sau. Về MC Đại Nghĩa, tối ngày 11 tháng 9 trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa đã đăng tải đoạn clip ngắn tiết lộ việc sẽ tạm dừng tiếp tế lương thực cho bà con nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được nam MC đưa ra là vì khoản thiện nguyện An Vui đã thanh lý hết hàng và nguồn nhân lực cũng không còn. Đại Nghĩa bộc bạch, sắp tới ngày 15 tháng 9 cũng đã mở cửa, tương đối thoáng cho mọi người, cho nên Nghĩa nghĩ rằng hỗ trợ về lương thực có lẽ đến đây cũng tạm đủ. Đúng trong thời điểm này khó khăn lắm, nên đúng là ở đâu thì người ta cũng cần mình và mình cũng đã làm hết sức của mình rồi, chứ còn gọi là đủ thì chắc chắn không bao giờ là đủ. Cựu người mẫu Trang Trần, tối ngày 10 tháng 9, Trang Trần bất ngờ công bố toàn bộ giấy sao kê giao dịch từ thiện trong suốt hơn 3 tháng vừa qua. Đồng thời, cựu người mẫu cũng thông báo sẽ chính thức dừng lại việc đồng hành cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch. Cựu người mẫu bày tỏ, cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy không phải vì mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại để lo cho gia đình. Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ rồi đi làm việc cho xã hội để phải hứng chịu biết bao nhiêu gạch đá. Sáng sớm ngày 12 tháng 9, Trang Trần đã livestream để tâm sự sau khi quyết định dừng việc làm từ thiện. Trong livestream, cựu người mẫu cho biết, từ khi quyết định dừng hoạt động từ thiện, bản thân đã rơi vào tình trạng mất ngủ, thậm chí Trang Trần cũng đã âm thầm hủy follow một số bạn bè trên trang cá nhân. Nguyên nhân là do không muốn thấy họ đang cố gắng chống dịch, hỗ trợ bà con. Bởi theo Trang Trần, nếu như bản thân lòng không thấy, mắt sẽ không rơi lệ. Trang Trần cũng gửi lời xin lỗi tới mọi người khi dừng hoạt động từ thiện. Ca sĩ Phương Thanh cũng đưa ra thông báo dừng phát gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ cho biết sẽ quay về làm tình nguyện viên ở tuyến đầu. Trên trang cá nhân, cô thông báo, tranh dừng và không phát gạo rồi nha mọi người. Tranh chỉ nhận hàng y tế và quay về team tình nguyện viên lên phụ tuyến đầu luôn rồi. Tin nhắn cần hỗ trợ gạo nhiều quá mà tranh không thể hồi âm được. Tranh phải thông báo cho mọi người biết để xin hỗ trợ nơi khác nha.
Nữ ca sĩ cũng cho biết cô nhận được hàng trăm tin nhắn hỗ trợ xin gạo vì không có đủ khả năng và thời gian. Dưới bài đăng, nữ ca sĩ cũng nói thêm, cả mấy trăm tin nhắn xin hỗ trợ gạo, Tranh không thể và không trả lời ai hết là vì Tranh không có đủ khả năng và thời gian đáp ứng được tất cả, mong mọi người thông cảm nha. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ đoạn clip ghi lại cảnh Hoa hậu Đỗ Mi Linh và Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện trên thảm đỏ họp báo Miss World Việt Nam diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Đáng chú ý, một số netizen còn soi ra khoảnh khắc Đỗ Mi Linh hất tay đàn em trong lúc chụp hình. Bức xúc trước câu chuyện trên, Hoa hậu Việt Nam 2016 khẳng định đó chỉ là khoảnh khắc đùa giỡn giữa cô và người em Đỗ Thị Hà và yêu cầu một bộ phận khán giả không nên xuyên tạc. Cho đến tối ngày 12 tháng 9, tiếp tục xuất hiện thêm clip khiến cho dân tình tranh cãi nảy lửa, cho rằng Đỗ Mi Linh có thái độ lạnh nhạt, không muốn Đỗ Thị Hà khoác eo mình chụp ảnh. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bênh vực và khẳng định chỉ thông qua một vài khoảnh khắc có vẻ ngắn gọn và vô tình này không thể quy chụp về mối quan hệ giữa hai người đẹp. Chính Đỗ Mi Linh cũng đã khẳng định việc có một tài khoản TikTok liên tục sản xuất những nội dung nhằm chia rẽ cô với Đỗ Thị Hà. Chuyện cũng nhỏ xíu thôi và lý do mình sẽ không lên tiếng. Nhưng sau một clip, trang TikTok đó lại đăng liên tục sản xuất thêm những clip khác, bình luận câu dẫn người xem với mục đích xấu làm ảnh hưởng tới mình và Hà. Mi Linh đồng thời cho biết mối quan hệ giữa cô và Đỗ Thị Hà hiện rất tốt đẹp. Mới đây, một sự việc nhận được sự quan tâm của cư dân mạng liên quan tới một nam MC của đài truyền hình Việt Nam, chị Lê Anh. Theo đó, vị MC này đồng thời là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Một trong các ngôn mà nam MC này phụ trách là tổ chức sự kiện đã khai giảng vào sáng ngày 13 tháng 9. Trước đó một ngày, một sinh viên có đăng ký môn học này gửi email xin phép thầy giáo cho nghỉ học buổi đầu tiên. Trong email, sinh viên này viết, do gia đình em đang có chuyện buồn nên em xin phép thầy cho em được vắng buổi học đầu tiên ngày mai ạ. Em cảm ơn thầy và xin lỗi thầy rất nhiều vì không tham gia được buổi học đầu tiên ạ. Theo tìm hiểu, gia đình của bạn sinh viên trong sự việc có người thân là bà không may qua đời nên đã gửi đơn xin nghỉ học. Dù lý do của sinh viên này đưa ra là chính đáng, song nam MC nổi tiếng trên lại có hành động khá nhạy cảm là chụp lại màn hình đoạn email của sinh viên rồi đăng tải lên trang cá nhân. Đang nói, lời lẽ trong đoạn trạng thái kèm theo được cho là khá vô duyên. Theo đó, nam giảng viên này viết, khai giảng online khi sinh viên buồn. Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ trong quỹ 20% thời lượng cho phép. Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không là điều mà các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn nhé. Việc dùng câu từ có hàm ý khá mỉa mai, nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, khiến cho không ít cư dân mạng cảm thấy bức xúc. Hầu hết mọi người đều cho rằng, việc gia đình có người thân không may qua đời luôn là điều nên và cần được thông cảm, chứ không phải thái độ như MC. Mới đây, MC Lê Anh đã có động thái mới trên trang cá nhân của mình sau đoạn tin gây nhiều tranh cãi. Theo đó, nam giảng viên này xin lỗi học trò và mong được thứ lỗi, nguyên văn dòng trạng thái như sau. Mình xin lỗi học trò nhé, mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn Facebook đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa kịp cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi, mình đã email xin lỗi bạn ấy. Tuy nhiên, dường như hành động này cũng chưa đủ xoa dịu bức xúc của sinh viên cũng như cư dân mạng. Nhiều netizen cho rằng nam MC này nên trực tiếp xin lỗi nhân vật trong sự việc hơn là lên mạng xã hội đăng đàn như thế này.